Thưa quý vị, chiến tranh đã đi qua, nhưng di chứng của chất độc da cam đã và đang khiến hàng triệu người Việt Nam chịu những đau đớn, tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều trường hợp mất ý thức, không có cơ hội tham gia lao động. Tại Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng, công tác phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam được cán bộ nhân viên tại đây quan tâm, chú trọng nhằm hỗ trợ nạn nhân phục hồi sức khỏe, từng bước tự lập trong sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Đây là một buổi học may tại Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Tường đường kim, mũi chỉ tưởng chừng như đơn giản thế này, nhưng đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, cố gắng của cô và trò tại đây. Thông qua những bài mai cơ bản nhất, các nạn nhân da cam được luyện tập chức năng, phối hợp trí óc và chân tay để điều khiển đường may theo mẫu. Dù chưa thể phục hồi chức năng trong một sớm một chiều, nhưng sự thay đổi tiến bộ từng ngày, dù là nhỏ nhất của các bạn nạn nhân da cam, đã trở thành động lực để cán bộ nhân viên trung tâm không ngừng kiên trì, đồng hành cùng những số phận kém may mắn này. Muốn cho các em là học có một cái nghề sau này là ra để các em có thể là kiếm sống được một cái trung tâm nào, một cái công ty nào đó để họ nhận các em, cho dù là các em không làm được với bằng các người bình thường, nhưng mà các em cũng có thể là cắt chỉ hoặc là xếp hàng hoặc là đóng kiện đóng đồ vô cho họ. Không chỉ riêng lớp học may, 120 trường hợp tham gia sinh hoạt học tập tại Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố được phân chia vào các lớp học kỹ năng khác nhau, dựa trên mức độ khuyết tật, khả năng nhận biết. Với mỗi nhóm, nhân viên trung tâm sẽ có những phương pháp riêng để hỗ trợ nạn nhân từng bước hồi phục từ việc tự lập trong sinh hoạt, nhận biết, mặt chữ đến học nghề. Dạy các em bình thường đã là khó, nhưng mà các em ở đây là kỹ năng trí tuệ, cho nên là dạy các em rất là vất vả. Một cái chữ A mà các em một tháng cũng không nhớ nổi, cho nên là điều đó phải cần mình phải là nhiệt tình tận tâm, mình học hỏi tìm hiểu các phương pháp để làm thế nào để dạy cho các em tiếp thu nhanh, để các em càng ngày các em phát triển về cái khả năng trí tuệ, để mà các em có thể sau này có thể là biết được tên, hoặc là có thể là bắt gặp một cái việc gì đó các em có thể nắm bắt được. Thực tế, việc chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam không chỉ yêu cầu phương pháp giáo trình cụ thể, mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn của những cán bộ nhân viên tại trung tâm. Bằng tình thương và trách nhiệm, các nhân viên tại đây xác định từng bước phục hồi chức năng là hình thức hiệu quả làm thay đổi quan niệm của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam bị khuyết tật, tạo thuận lợi nhất cho nạn nhân hòa nhập với gia đình và xã hội. Thì dạy nghề là làm hương, may và làm hoa, thì ở trung tâm đã có những em đã học may và đã đi ra làm những cái nơi mà cơ sở sản xuất như là may mặc đơn giản thì có thể các em đã làm được. Là đó là niềm rất là hạnh phúc và rất là vui của các thầy cô ở trung tâm. Trợ giúp phục hồi chức năng cho người khuyết tật do di chứng chất độc da cam là tình cảm, là trách nhiệm của cộng đồng, thể hiện tinh thần nhân văn với những số phận kém may mắn. Việc trợ giúp nạn nhân da cam hòa nhập cộng đồng cần có sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Việc xây dựng nguồn lực vững mạnh để nâng cao hiệu quả công tác phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam là bài toán được đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Bởi nguồn quỹ và nguồn nhân lực tại các trung tâm bảo trợ vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.